trí thánh đế khổ trí thánh đế tập diệt đạo chí pháp không nội, trí pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, trí chân như, trí pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì chí mười địa bồ tát chí năm loại mắt chí sáu phép thần thông chí mười lực như lai chí bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại Hỷ, đại giả mười tám pháp phật bất cộng chí pháp không quên mất chí tánh luôn luôn xả chí chí nhất thiết chí chí đạo tướng chí nhất thiết tướng và tất cả trí pháp thế gian và xuất thế gian khác, trí pháp hữu lậu, vô lậu, trí pháp hữu vi, vô vi, đó gọi là thánh pháp. Quả thánh pháp là đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục. Đó gọi là quả thánh pháp. Khi ấy, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát cũng có thể đắc trí nhất thiết tướng chăng? Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, Đại Bồ Tát cũng có thể đắc trí nhất thiết tướng. Thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn nếu Đại Bồ Tát cũng có thể đắc trí nhất thiết tướng, thì cùng với Như Lai ứng tránh đẳng giác có gì sai khác? Phật dạy, này thiện hiện Đại Bồ Tát gọi là trí nhất thiết tướng tùy đắc, còn tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác thì gọi là trí nhất thiết tướng dĩ đắc. Vì sao? Vì chẳng phải tâm của các đại Bồ Tát cùng với chư Như Lai ứng tránh đẳng giác bỗng nhiên có sự sai khác. Đó là các chúng đại Bồ Tát cùng với chư Như Lai ứng tránh đẳng giác đều an trụ tánh vô sai biệt của các Pháp. Đối với các Pháp tướng cầu tránh biến chi thì gọi là chúng đại Bồ Tát nếu đạt đến cứu cánh tức là Như Lai ứng tránh đẳng giác. Khi trụ ở nhân vị, đối với tự tướng cộng tướng của tất cả pháp chiếu rõ không mờ thanh tịnh đầy đủ thì gọi là chúng đại bồ tát nếu đạt được quả vị thì gọi là như lai ứng tránh đẳng giác cho nên đại bồ tát cùng với như lai ứng tránh đẳng giác tuy đều gọi là đắc trí nhất thiết tướng nhưng có sự sai khác